tận hưởng phong cách sống đẳng cấp với sự đồng hành của Vietcombank Priority, đem đến cho quý khách hàng và gia đình những ưu đãi và trải nghiệm khác biệt, cùng tận hưởng những đặc quyền vượt trội với dịch vụ khách hàng ưu tiên Vietcombank Priority. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhật ký SEA Games ngày hôm nay. Thưa quý vị, vòng thi đấu cuối cùng nội dung cá nhân nam nữ bộ môn golf SEA Games 31 diễn ra trên sân Đầm Vạc quả thật là một ngày thi đấu vô cùng cảm xúc và khó quên. Ở nội dung thi đấu nữ, golfer số 1 Thái Lan Natakrita Vontavolep tiến thẳng đến huy chương vàng mà không có đối thủ. Trong khi đó ở bảng nam, để tìm được ra chủ nhân của chiếc huy chương vàng thì hai golfer người Indonesia là Sansuto Christian và Evin Chang của Malaysia đã phải trải qua 3 hồ đấu playoff. Ngày thi đấu cuối cùng của nội dung đơn nam với những diễn biến khiến hàng trăm khán giả có mặt tại sân phải hồi hộp tới nghẹt thở. Một ngày thi đấu có quá nhiều bất ngờ khi những vận động viên của tuyển Thái Lan tưởng chừng sẽ là người giành huy chương vàng sau 13 hố. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Evin Chang cùng với golfer người Indonesia là Sansuto Christian đã phá vỡ giấc mơ huy chương vàng của người Thái. Trước khi bắt đầu vòng đấu, golfer người Thái là Asit là người dẫn đầu với tổng điểm âm 6 và tạo ra khoảng cách 2 gậy so với nhóm bám đuổi gồm Napracha và Evin Chang. Tuy nhiên, Asit chỉ có được 2 birdie và 2 bogey tạo cơ hội đến cho Evin Chang san bằng cách biệt. Golfer người Malaysia dù khởi đầu với điểm bogey ở hố số 2 nhưng với 3 birdie ở hố 3, 4 và 9 đã giúp cho Evin Chang kết thúc 9 hố đầu với tổng điểm âm 3 cũng như nâng tổng điểm lên thành âm 6 để chia sẻ vị trí dẫn đầu với Asit. 9 hố sau kịch tính của giải đấu mới thực sự diễn ra. Có thời điểm, vị trí đỉnh bảng là sự chia sẻ của 6 golfer có cùng tổng điểm âm 6 bao gồm Asit, Nguyễn Anh Minh, Napracha, Ratchanong, Evin Chang và Sansuto Christian. Evin Chang là golfer bứt phá đầu tiên với điểm birdie cực kỳ đẳng cấp ở hố 14 index 1 của sân golf Đầm Vạc để vươn lên độc chiếm đỉnh bảng. Tuy nhiên, ngay hồ đấu tiếp theo, Napracha đáp trả với điểm birdie. Tới hố 17, đến lượt Sansuto Christian lên tiếng với điểm birdie để cùng chia sẻ ngôi đầu với hai golfer kể trên. Mọi ánh mắt của người hâm mộ đổ dồn về hố 18 par 5 của sân golf Đầm Vạc. Golfer người Indonesia Sansuto Christian là người đánh trước và anh hoàn thành hố đấu với một điểm par. Sai lầm của Nguyễn Anh Minh và Napracha tại hố đấu 18 khiến cho tuyển Việt Nam và Thái Lan mất đi cơ hội cạnh tranh huy chương vàng. Trong khi đó, với điểm par giành được ở hố đấu cuối cùng, Evin Chang đã kết thúc giải đấu với tổng điểm âm 7 để bước vào vòng playoff với Sansuto Christian. Ở hai hồ đấu playoff đầu tiên diễn ra ở hố 18, cuộc đối đầu giữa hai golfer vẫn bất phân thắng bại. Thế nhưng, khi loạt playoff được chuyển sang hố 10, thì tấm huy chương vàng nội dung đơn nam SEA Games 31 đã tìm được chủ nhân của nó. Cú approach bằng gậy sắt đầy mẫu mực đưa bóng ôm cờ đã giúp cho Evin Chang có được điểm birdie. Trong khi đó, dù cũng chỉ mất 2 gậy để on green, nhưng với việc mất thêm 2 putt để hoàn thành hố đấu, thì Sansuto Christian chỉ có được điểm par, qua đó đành chấp nhận tấm huy chương bạc và huy chương vàng đã thuộc về Evin Chang. Đây cũng là lần đầu tiên một golfer người Malaysia giành được huy chương vàng ở nội dung cá nhân tại một kỳ SEA Games. Trước đó, họ đã có 3 tấm huy chương vàng ở nội dung đồng đội vào các năm 1989, 1993 và 2001. Còn ở bảng nữ, không hổ danh là golfer nữ số 1 của Thái Lan, Natakrita Vontavolep đã giữ vững phong độ ấn tượng của mình khi độc chiếm ngôi vị dẫn đầu trong cả 3 vòng đấu. Trong 2 vòng thi đấu trước đó, với việc đánh 67 gậy mỗi vòng, thì Vontavolep gần như đã chạm một tay vào tấm huy chương vàng. Ở vòng 3, Vontavolep tiếp tục khẳng định khả năng thi đấu không có đối thủ của mình khi mở màn ngày thi đấu với 3 điểm birdie trên 4 hố, trước khi mắc một bogey ở hố số 14 để kết thúc 9 hố đầu với thành tích là âm 2. Thành tích âm 2 được Vontavolep lặp lại ở 9 hố cuối với 3 birdie ở các hố 1, 2 và 6. Tại hố số 5, cô mắc một bogey. Vontavolep kết thúc vòng 3 với thành tích 68 gậy, xuất sắc đem về huy chương vàng cho đất nước của mình. Tổng điểm thi đấu sau 3 ngày của Vontavolep là âm 14. Đó là một điểm số dường như chưa từng có trong SEA Games từ trước tới nay. Cuộc chiến giành hai tấm huy chương còn lại là cuộc đua giữa ba cái tên. Genevong của Malaysia, Ella Galitsky của Thái Lan và Atizena của Singapore. Galitsky nhanh chóng bị loại khỏi cuộc đua và nhường chỗ cho Genevong và Alosa. Ở những hố cuối cùng, Alosa Atiza là người đã tạo ra khác biệt với màn bứt phá vô cùng mạnh mẽ khi ghi tới 5 birdie trong 7 hố, phá kỷ lục của sân Đầm Vạc với thành tích bogey free 65 gậy. Từ điểm even par sau 2 ngày thi đấu trước đó, Alosa Atiza đã giành tấm huy chương bạc với tổng âm 7 gậy. Genevieve Wong mang về cho đội tuyển Malaysia huy chương đồng với tổng âm 5 gậy. Wong ghi được 4 birdie và mắc 1 bogey, trong đó có cú gạt birdie vô cùng xuất sắc ở hố đấu cuối cùng.
tuyển Malaysia đã gặt được thành công ở cả nội dung đơn nam và nữ khi có một huy chương vàng và một huy chương đồng. Nhưng tấm huy chương danh giá nội dung cá nhân môn golf tại SEA Games 31 đã tìm được chủ nhân. Với bất kỳ ai, đó là một sự tự hào không thể diễn tả. Những vận động viên thi đấu vì màu cờ sắc áo của dân tộc và mang về vinh quang cho quốc gia. Sau đây hãy cùng lắng nghe những cảm xúc của họ. I feel excited because it is my first time at SEA Games. Yeah, it's my first time and I feel so happy that I win this individual games. It feels really good. This is the first time. This is the second time that Malaysia ever get gold in golf for golf, and it's been about 21 years since the last gold medal for golf in for Malaysia. So I'm happy that, and I'm proud that I can win a gold medal for the Golf Association and for Malaysia as well. They put a lot of effort in bringing me up to the golf where I am today. It feels pretty good because it's my first SEA Games, so I'm pretty happy with finishing third. I feel really happy and proud. I'm just really happy to be here. I'm just finishing third, so yeah. I'm super happy and just, I'm quite speechless right now because like the round is finished. I'm like super happy because it's the best score I've shot ever, and it's my very first bogey free round. Everything just kind of went my way. I missed a few birdie putts out there, but I still made a couple. And I think that was just good enough for me to get a silver medal. It feels really good. Coming into this tournament, I didn't expect to win any medal. I just wanted to try my best, my own game, and silver medal I got. Pretty happy with it. It's meant everything. Yeah. I don't know how to say that, but it means the world. Yeah, it's been the world. I think it's quite big for me, considering the SEA Games is one of my biggest tournaments I played at. So, and it's a national tournament, so I think I'm really proud of how I went. Okay. I think it's a great achievement for myself. It's my first SEA Games, and my goal was actually just to achieve any a medal of any color, and I'm really happy that I managed to achieve the silver even after I didn't go off to a great start. I played SEA Games three times, including this one. I came really close in the 2017 SEA Games, 2019 SEA Games finished fourth, and winning this one means a lot to me because I'm going professional soon, and winning the SEA Games was kind of like on my to-do list back in 2017, and I'm happy that I able to achieve it today. It means a lot, especially this is my first SEA Games, so it means a lot to me, to my family, my friends, everyone. It make me more confident that I can, that my team can be winner again in match play. Definitely like pushes me a bit more, considering I finished third, so there's probably a bit more pressure put on me, so yeah. Okay. I think the team event is going to be quite emotional. It's a match play, and it's gonna be a new game from now. Match play just allows me to be more aggressive and just take the pins on and just make as many birdies as I can. Yeah. The match play is a little bit different compared to stroke play, but it's hole by hole. Nothing much. It's still golf, and there's one gold medal for Malaysia, one bronze medal individual for ladies, and hopefully we can bring another medal back for Malaysia during the team event as well. I think it's a pretty good moment. I think it'll bring a momentum for us, so we know that we can compete with other countries. So it's pretty good.
Đối với tuyển Việt Nam sẽ có rất nhiều điều để nói. Mặc dù chưa thể giành được huy chương, thế nhưng sau 3 ngày thi đấu, chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về các tuyển thủ của mình khi họ đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm cực cao. Đó là Nguyễn Anh Minh hay Lê Khánh Hưng thi đấu đầy bản lĩnh và đã có lúc những cá nhân này thể hiện một trình độ ngang ngửa với các tuyển thủ đứng đầu khu vực của Thái Lan và Malaysia. Và chúng ta hoàn toàn đã và luôn tự hào về họ. Nguyễn Anh Minh là cái tên nổi bật nhất của tuyển Việt Nam trong suốt 3 ngày thi đấu vừa qua. Mặc dù chưa thể giành được huy chương, thế nhưng anh Minh chính là niềm tự hào rất lớn của Việt Nam. Có chứng kiến những vòng thi đấu của anh Minh 3 ngày vừa qua, mới thấy chàng trai này thật sự bản lĩnh. Ngày thi đấu đầu tiên, anh Minh là cái tên duy nhất đánh âm gậy với tổng điểm âm 1. Sang ngày thi đấu thứ 2, anh Minh tiếp tục là người có kết quả tốt nhất của toàn đội với 70 gậy. Ở ngày thi đấu cuối cùng, Nguyễn Anh Minh tiếp tục là người chơi hay nhất đội. Sau hố góp 13, anh Minh đã có những lúc đứng ở vị trí đầu bảng cùng 5 golfer tới từ các quốc gia khác. Anh Minh mang lại niềm hy vọng cho tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thần may mắn đã không mỉm cười ở hố đấu cuối cùng. Điểm double bogey ở hố đấu 18 khiến anh Minh kết thúc cuộc cạnh tranh nội dung cá nhân với tổng điểm âm 4. Thành tích này chỉ giúp Nguyễn Anh Minh giành vị trí thứ 6 chung cuộc. Thế nhưng đây cũng là vị trí tốt nhất của một cá nhân trong tuyển kể từ khi Việt Nam tham dự SEA Games. Ngoài sự xuất sắc của Nguyễn Anh Minh, thì ở nội dung nam, Lê Khánh Hưng cũng có màn trình diễn gây ấn tượng. Ở ngày thi đấu đầu tiên, Khánh Hưng ghi được 4 birdie, mắc 4 bogey và kết thúc với điểm even par. Ngày thi đấu thứ 2, Khánh Hưng kết thúc vòng đấu với điểm âm 1. Và ở ngày thi đấu cuối cùng, Khánh Hưng xuất sắc có điểm eagle ấn tượng ở hố golf số 6. Mặc dù mắc 4 bogey và 1 double bogey, thế nhưng Khánh Hưng cũng đã cố gắng hết sức để kết thúc vòng đấu với điểm dương 1 và xếp ở vị trí đồng hạng 10 cùng tổng điểm even par sau 3 ngày cùng với Leng Jing Min Tet của Myanmar. Trong khi đó, hai anh em nhà Nguyễn Đặng Minh và Nguyễn Quang Trí cũng rất đáng khích lệ khi Nguyễn Đặng Minh cũng đã có kết quả âm 1 ở vòng thứ 2. Sang vòng 3, Đặng Minh kết thúc vòng đấu với kết quả dương 3. Kết quả tổng của Đặng Minh là dương 8. Người anh trai của Đặng Minh không có vòng đấu tốt lắm ở ngày đấu cuối và xếp hạng thứ 25 với tổng điểm dương 19 gậy sau 3 ngày thi đấu. Ở nội dung nữ, Đoàn Xuân Khuê Minh là người có thành tích tốt nhất của Việt Nam. Golfer sinh năm 2003 đánh dương 1 ở vòng cuối, qua đó cán đích ở hạng 11 với tổng điểm dương 6. Lê Thị Thanh Thúy và Phạm Thị Yến Vi xếp lần lượt ở vị trí 16 và 17. Có thể nói thành tích của tuyển Việt Nam trong 3 ngày thi đấu vừa qua là rất đáng khích lệ và hoàn thành mục tiêu đề ra là cải thiện vị trí xếp hạng. Ngày mai, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu ở nội dung đồng đội. Tuyển nam sẽ đối đầu với Singapore và tuyển nữ sẽ gặp đội Malaysia. Chúc cho các tuyển thủ sẽ thi đấu tốt và lọt sâu ở nội dung đồng đội. Như thường lệ, tiếp theo chương trình sẽ là cuộc trò chuyện mà Golf News đã thực hiện ngay trong buổi chiều ngày hôm nay sau khi nội dung cá nhân nam nữ kết thúc. Thưa quý vị, ngay bây giờ tôi đang có mặt tại sân golf Đầm Vạc và sẽ có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thái Dương, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển golf Việt Nam tại SEA Games 31. Xin chào ông Dương. Chào anh Trường. Như vậy là một nội dung nam nữ của môn golf tại SEA Games 31 đã hoàn thành và chúng ta đã tìm ra lại những nhà vô địch. Với nội dung nữ thì chiếc vô địch của tấm huy chương vàng của vận động viên người Thái Vong Tavilap có nghĩa là chúng ta không bất ngờ. Đúng không ạ? Bởi vì ngày thứ hai cô đã bỏ xa các đối thủ phía sau tới 7 gậy. Tuy nhiên với nội dung đơn nam thì tôi muốn nghe quan điểm công về chiến thắng của huấn luyện viên Ervin Chang của đội tuyển Malaysia. Ở nội dung đơn nam thì rõ ràng là có một cái sự đối đầu nó khá là cân bằng. Ở sau vòng đấu thứ hai thì chúng ta có thể thấy sự chiếm ưu thế của những vận động viên người Thái. Nhưng mà sau 9 hố đầu của vòng đấu thứ ba thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy sự vươn lên của Ervin Chang, của Amadeus của Indonesia và của Nguyễn Anh Minh của Việt Nam. Rõ ràng là cái cuộc đua nó rất là hấp dẫn, nó đúng chất của môn golf và cũng là đúng chất của thể thao. Thì ở những giây phút cuối cùng thì những người mà bản lĩnh hơn, có một chút may mắn hơn và có trình độ cao hơn sẽ là người chiến thắng. Người Thái đã dẫn đầu cả hai vòng đầu tiên bằng những vòng đấu rất ấn tượng, bogey free, đúng không ạ? Nhưng sang ngày thứ ba thì họ đã không duy trì được lợi thế của mình và thất bại trong cuộc đua giành huy chương vàng. Dù họ đã nắm lợi thế ở nội dung đơn nam, vậy thì theo ông cái nguyên nhân thất bại này đến từ đâu ạ? Cái vấn đề này thì tôi khó có thể
nói thật là chi tiết và chính xác được. Vì muốn đánh giá được thật là chính xác thì chúng ta phải theo dõi cái vận động viên đấy qua 18 hố thi đấu và qua cả 54 vòng hố thi đấu. Nếu để tôi đánh giá những cái vận động viên của Việt Nam thì tôi có thể đánh giá khá là chính xác vì chúng tôi theo dõi các vận động viên gần như là từng hố một. Nhưng mà để đánh giá một vận động viên của đội bạn thì chúng tôi khó có thể đánh giá chính xác. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy là nó rất là sát sao, thì chỉ là một cái khoảnh khắc nào thôi. Thì đâu đó chúng ta cũng có thể nói là một chút may mắn, nhưng mà phải nói là cái trình độ cũng như là cái tâm lý thi đấu của những nhà vô địch ở những giây phút cuối là những cái mà quyết định cái chiến thắng của nhà vô địch. Erwin Chan thì tôi chưa có điều kiện được xem anh ta thi đấu nhiều. Tôi có xem anh ta tập luyện ở trên sân tập thì thấy anh là một người mà phát bóng rất là xa. Và chúng ta cũng có thể thấy được ở trong cái điểm số thì chúng tôi cũng có nhìn qua vì chúng tôi muốn phân tích các cái đối thủ của mình khi mà thi đấu cái vòng đấu đồng đội là thi đấu match play. Thì chúng tôi có thể nhìn thấy là Erwin thường xuyên ghi điểm birdie ở những cái hố 3 năm. Thì tôi nghĩ là ở những hai vòng đấu ngày thứ 2 và thứ 3 thì Erwin có lẽ là tận dụng tốt ở những hố 3 năm để đưa những điểm số birdie và dẫn đến là anh ta đã có hai vòng đấu bứt phá ở vòng đấu thứ 2 và vòng đấu thứ 3 là vòng đấu cuối cùng. Đã có thời điểm ngày thi đấu thứ 3 này có tới 6 golfer có điểm âm 6. Vậy lúc đó đội tuyển Việt Nam với cá nhân ông là huấn luyện viên trưởng có nghĩ tới kịch bản là sẽ chuẩn bị cho Nguyễn Anh Minh thi đấu playoff với 5 đối thủ khác không ạ? Chắc chắn rồi. Trong đầu tôi thì khi mà nhìn thấy cái bảng điểm như thế thì chúng tôi cũng đã nghĩ đến cái lượt đấu playoff không chỉ cho cái huy chương vàng mà ở các vị trí huy chương bạc và huy chương đồng chúng ta đều phải đánh playoff cho các vị trí đấy. Đương nhiên là ở cái thời điểm mà cùng ở điểm âm 6 thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến huy chương vàng. Nhưng mà chúng tôi vẫn luôn luôn giữ vận động viên của chúng tôi ở trong từng cú đánh, ở trong từng hố. Và chính anh Minh cũng không nghĩ đến cái việc là phải playoff hay là phải tranh huy chương, mà anh Minh chỉ nghĩ đến từng hố đánh một, từng hố đánh một. Thì đây là một trong những cái điều mà chúng tôi vẫn cố gắng giữ cái vận động viên của mình ở đây là anh Minh ở trong cái tình huống này. Nhắc đến Nguyễn Anh Minh thì chưa bao giờ khi mà Việt Nam tham dự SEA Games chúng ta lại ở gần một tấm huy chương đến như vậy. Tuy nhiên cú vấp ở hố đấu số 18 đã khiến cho giấc mơ của đội tuyển Việt Nam tan thành mây khói, đúng không ạ? Vậy thì là người gắn bó với đội tuyển, là người gắn bó trực tiếp với đội tuyển, thì tôi muốn nghe quan điểm của ông về cái hố đấu 18 của Nguyễn Anh Minh. Thứ nhất là ở hố đấu 18 thì chúng ta phải nắm được cái tình hình lúc đấy để biết tại sao mà anh Minh lại đưa ra những cái quyết định như vậy. Vì chúng tôi đã theo sát anh Minh gần như là trong 9 hố đấu cuối cùng. Thì ở thời điểm hố 18 lúc đấy khi chuẩn bị tee off thì anh Minh đang ở điểm số âm 6 và có đến 3 vận động viên là đang ở điểm số âm 7. Như vậy là nếu như mà anh Minh chỉ par ở hố số 18 thì hoàn toàn không có cửa một tranh một huy chương nào. Cho nên nhiệm vụ của anh Minh ở hố số 18 là bắt buộc phải bước đi bằng mọi giá. Chúng tôi cũng có lường trước cái việc là có thể có một vận động viên nào đó bogey chẳng hạn thì người ta tụt xuống thì chúng ta có thể vẫn par và đạt cái playoff để tranh huy chương đồng. Tuy nhiên là ở trong cái khoảnh khắc đấy và với là một người mà có tính chất thi đấu một cách thể thao một cách khắc nghiệt như là anh Minh thì và kể cả những đội tuyển Việt Nam, chúng tôi vẫn luôn mong muốn là chúng ta phải chiến đấu vì vị trí cao nhất. Cho nên chiến thuật lúc đấy khi mà ban huấn luyện cũng như là anh Minh và anh Hưng caddy của anh Minh, chúng tôi đều cùng xác định là ở hố này chúng ta phải quyết cố được điểm birdie để có thể vào suất playoff để tranh huy chương vàng ở thời điểm đó. Đương nhiên là cái cú đánh thứ hai của anh Minh đưa anh Minh vào một cái tư thế nó hơi bất lợi một chút. Cú đánh thứ ba của anh Minh khá là dốc và cỏ ráp rất là dày. Việc mà phải cái áp lực mà anh Minh phải tấn công bước đi ấy, thì rõ ràng là đưa đến một cái rủi ro là nếu như không thành công thì những cái cú đánh phía sau đấy cực kỳ khó khăn. Nếu như anh Minh có thể chơi an toàn và giữ điểm âm 6 thì đấy là một điều không quá khó với anh Minh. Anh Minh hoàn toàn có thể chọn cái phương án là đánh hơi ngắn lên phía trước và có một cú chip lên và đạt điểm par. Thì nếu như chọn phương án đấy thì anh Minh chỉ có thể đạt được điểm âm 6. Và chúng tôi không thể khẳng định được là ba vận động viên kia có ai đó sẽ đạt điểm bogey bị điểm bogey ở hố cuối để có thể tụt xuống. Cho nên chúng tôi quyết định là phương án là tấn công. Cho nên là anh Minh mới cố gắng cứu bóng ra khỏi cú ráp đấy để đưa lên gần cờ để có thể có được điểm bước đi. Tuy nhiên là không thành công, dẫn đến những cú đánh sau nó tương đối khó. Việc của anh Minh của chúng ta lỡ mất cơ hội tranh huy chương là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên một golfer ngôi sao đó là Ratchanon Chantananowat thì cũng rơi vào trường hợp giống như anh Minh là cũng lỡ huy chương. Vậy thì cái việc mà Ratchanon, một golfer được đánh giá cao vậy không giành tấm huy chương nào có khiến ông bất ngờ không ạ? Có, tôi thực sự là tôi bất ngờ. Thực ra là một người chơi golf chuyên nghiệp rất là lâu năm thì tôi biết được cái sự khắc nghiệt của golf chuyên nghiệp. Tay golf số 1 thế giới mà đến một giải đấu nào thì cái xác suất thắng của anh ta cũng không vượt quá được khoảng 25%.
trừ thời điểm của Tiger Woods ở những cái thời kỳ đỉnh cao nhất, anh ta thắng đến gần 30% những giải đấu mà anh ta tham dự. Còn sau thời kỳ của Tiger Woods thì những tay gôn số 1 thế giới tham dự giải đấu cũng không thể có cái xác suất thắng giải vượt quá được khoảng 20-25%. Tuy nhiên Ratchanon thì lại ở trong một cái tình huống hoàn toàn khác. Anh ta là một nhà vô địch của một giải đấu gôn chuyên nghiệp châu Á, và bây giờ anh ta chỉ tham dự một giải nghiệp dư thôi, cho nên cái xác suất mà anh ta vô địch giải đấu này ấy là rất là cao. Cho nên chúng tôi cũng hoàn toàn khá là bất ngờ với cái việc mà Ratchanon không thể hiện đúng như là những gì mà anh ta đã thể hiện trong những tuần trước. Và bản thân Ratchanon cũng đã có những phát biểu rằng là lâu lắm rồi anh ta mới có một cái tuần đấu mà tệ hại như thế. Tuy nhiên đấy là gôn, đây là cái sức hấp dẫn của gôn mà với những người mà theo dõi gôn lâu năm ấy thì sẽ cảm nhận được cái sự khó khăn của vô địch của giải đấu gôn là nó lớn đến như nào, kể cả hạt giống của vận động viên đấy có cao và sự chênh lệch trình độ nó lớn đến như nào. Điều đó rõ ràng là sân chơi SEA Games cũng không hề đơn giản, đúng không ạ? Chúng ta nói một chút về đội tuyển nữ. Vậy thì việc các golfer nữ của chúng ta thi đấu không thành công, theo cá nhân ông thì nguyên nhân xuất phát từ đâu ạ? Thực ra chúng tôi cũng chỉ có thấy cái sự chưa đạt yêu cầu về mặt chuyên môn đâu đó là ở cái 9 hố đầu của Khuê Minh thôi. Chúng tôi cũng chưa có thời gian để ngồi lại phân tích thật kỹ cái điểm số dương 7 của Khuê Minh ở 9 hố đầu. Vì sau đó thì từ 9 hố sau cộng với 2 vòng đấu cuối thì Khuê Minh đạt âm 2 trong vòng như vậy là 45 hố đầu. Đây là cái điểm số mà Khuê Minh hoàn toàn có khả năng để cạnh tranh huy chương đồng đối với nội dung bảng nữ. Tuy nhiên là ở 9 hố đầu của ngày đấu đầu tiên thì Khuê Minh có thể nói là có 9 hố đầu đáng quên. Còn các thành viên còn lại thì qua những vòng đấu tập thì chúng tôi cũng đã biết được là cái điểm số của các bạn sẽ ở tầm khoảng nào. Và với việc là lần đầu tiên được tham dự những cái giải đấu lớn như thế này, với cái việc mà được tiếp xúc với những vận động viên hàng đầu trong khu vực, thì rõ ràng là chúng ta khó có thể đòi hỏi được các vận động viên có thể đạt được những cái phong độ tốt nhất của mình, hoặc là những cái phong độ mà gần như là ở những vòng đấu tập. Rất cảm ơn những chia sẻ của ông trong cuộc trò chuyện giữa chúng ta ngày hôm nay, và hy vọng rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ thi đấu tốt ở nội dung đồng đội trong 3 ngày tiếp theo. Xin cảm ơn ông. Và để thay cho lời chào kết của chương trình, Golf News xin gửi đến quý vị những hình ảnh đầy cảm xúc của giải đấu trong 3 ngày qua SEA Games 31. Xin cảm ơn nhãn hàng Ping, Le Golf Sportif và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 20 giờ 15 phút tối ngày mai. Và quý vị đừng quên theo dõi trực tiếp truyền hình giải đấu vào 8 giờ sáng ngày mai với nội dung thi đấu đồng đội trên các nền tảng của Golf News.